Hello nha, chào anh em nha. Nay thì đóng một chiếc máy cắt cỏ FS250 cho anh Lợi. Anh Lợi ở đâu nhỉ? Tao nhớ anh Lợi đâu, vừa mới chốt. Nói chung là chưa anh chốt trong vòng 2 phút. Chưa đến 2 phút. Chưa đến 2 phút luôn. Anh Lợi chốt một chiếc cắt cỏ FS250. Đây mọi người, FS250. Chiếc này thì piston là 40 ly nha anh em. Và bên toàn bán hàng á, thì mọi người yên tâm. Máy khui hộp ra luôn. Đây, tập hộp ra. Bây giờ bạn sẽ đổ xăng vào test một chiếc máy FS250 để cho chuẩn bị gửi đi cho anh Lợi nhé. Nói chung là Toàn đang chuẩn bị đi công việc nên là sẽ làm một cái video thật là nhanh. Hai con thì giống hệt nhau thôi. Hôm trước thì có anh ấy bảo sao nhìn bình xăng bên này nó khác bình xăng bên này. Ủa, hai con cùng một thùng sao khác nhau được? Ở kia của con này nó bình xăng nó trụm vào, còn cái con kia sau bình xăng nó xòe ra ngoài. Làm gì có chuyện đó. Do cái góc nhìn của mình nó khác thôi. Trong cái nhìn cái bình xăng nó khác. Rồi ok. Bây giờ ta sẽ đổ nhá. Bơm xăng lên. Bật công tắc. Bơm xăng. Đóng nghe. Giật. Chiếc máy cắt cỏ FS250 chuẩn bị giao đi cho anh và quay luôn số series cho anh nhé. Số series con máy này là 5872 đuôi nha anh. Đó. Anh cứ quan tâm đến những cái số sau này thôi là được thôi. Còn cái số đầu số này thì gần như là cả lô thì nó sẽ giống nhau. Đó, nó khác nhau về mấy cái số đuôi thôi. Ôi, cam kết hàng chính hãng nha. Phụ kiện đi kèm thì đó sẽ là một bộ thun này. Một chắn cỏ này. Một lưỡi dao này. Một dây đeo này, một sách hướng dẫn sử dụng này, và Toàn sẽ tặng thêm đó là một chiếc buji và cộng thêm một cái ổ cước nữa. Đó, thì như vậy thì anh đã đủ để sử dụng máy rồi. Còn cái nhớt thì Toàn hỏi anh thì anh có nói là anh cũng đang dùng nhớt HP rồi, ok rồi, nhớt hãng rồi, yên tâm. Đó, không biết là anh tin tưởng Toàn bao nhiêu phần trăm, nhưng mà chốt hàng trong vòng chưa đầy 2 phút đồng hồ. Gọi điện cho Toàn không được, gọi sang cho bà xã báo giá một cái là ok luôn, chốt luôn và cũng đóng hàng luôn để cho cái hàng nó đi kịp trong cái buổi chiều ngày hôm nay luôn, nó sẽ không mất thời gian của anh đó, và cái hàng nó sẽ đến tay anh sớm nhất có thể. Rồi, một chiếc máy cắt cỏ FS250 thì khi mà Toàn đóng đi thì Toàn sẽ đóng như thế này. Đấy, dạ. Anh về nhớ lắp cái này nhé. Quay đi. Đó. Đây này. Tôi sẽ tháo cái phần này ra. Đó, con ốc tôi sẽ tháo nhớm này nhá. Anh về anh có thể là tháo hẳn ra, nhìn đút cái cần vào, chừng nào mà nhìn thấy cái lỗ bên trong á thì anh vặn vào nhá. Rồi ok, đây cái lỗ của nó đây. Đó, đút cho cái lỗ này nó đi thẳng vào đây là được. Còn khi mà cắm vào á, em quay xa đi giúp anh một chút. Đây nhá, hướng dẫn cho anh em cái cách mà khi lắp ráp vào nhá. Như này. Nó sẽ chưa vào đúng không? Anh em giữ như này. Giữ chặt cái đầu này. Xoay. Đó, nó sập xuống. Giữ chặt cái đầu này lại nhé. Đấy, lấy tay cầm lên, cầm giữ đầu này lại. Đó. Xong rồi. Hai cái chân này kẹp cái đầu máy lại. Đó. Cắm, nhấc lên chọc xuống, nhích qua nhích lại. Đó, chừng nào mà nó cái ti á, cái ti nó chui vào trong là được. Đây, cái ti của nó là bốn cạnh, thấy không? Cái ti nó là bốn cạnh này. Đó, cái ti nó bốn cạnh thì nó găm vào ngay cái chuông bên trong là ok. Đó rồi, đó, cái ti này và sẽ bọc kỹ cái phần này lại, tránh cái tình trạng nó bị rớt cái ti ra ngoài nhá. Ok.
đóng gói thì tổng sẽ đóng cái đầu máy là một thùng, còn cái cần là một thùng khác. Đó. Nên là yên tâm, trong máy thì nó sẽ có tay cầm đầy đủ. Ok, nổ lại tiếng máy cho mọi người cùng nghe nhé. Ship cho anh toàn quốc nhé. Cảm ơn anh Lợi rất là nhiều. Chốt hàng rất là nhanh. Thì nó thật sự là để mà nói trao đổi cùng với khách hàng, những khách hàng chưa tin tưởng á, thì rất là khó. Nhưng mà khi khách đã mua rồi á, thì yên tâm là cái chế độ bảo hành, chế độ phục vụ và tất cả những cái gì anh em muốn quan tâm về cái chiếc máy anh em đã mua á, thì cứ alo cho toàn, toàn sẽ dán cho anh em một cái số điện thoại lên đây nhé. Bây giờ toàn sẽ đến lấy cái tem dán lên đây, quay đây là cái số điện thoại, toàn sẽ dán vào cái nơi mà dễ nhìn nhất, dễ nhìn thấy nhất, đây sẽ dán vào đây để anh em mà có gặp vấn đề gì về máy, trục trặc về máy hay là cần giải đáp thắc mắc gì thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại toàn để ở trên cây cần này nhé. Đó, rồi ok, cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo. Cảm ơn anh Lợi rất là nhiều nhé. Máy bán rồi. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Bây giờ thì đóng hàng thôi.